đời khoáng đạt nhờ hiểu thấu ba điều này. Chúng ta thường nghe nói bách bệnh sinh ra bởi khí. Phần lớn các vấn đề về sức khỏe và tinh thần của con người đều là do các yếu tố thuộc ngoại khí và nội khí gây ra. Ngoại khí là chỉ nắng gió, nóng lạnh, khô ẩm. Còn nội khí là chỉ sự mừng giận, ưu tư, buồn lo, sợ hãi. Những yếu tố bên ngoài như ngoại khí thì thông thường con người sẽ biết cách phòng bị và có thể ngăn ngừa được. Còn những cảm xúc không tốt trong nội tâm thì sẽ khó kiểm soát và khống chế hơn. Vì vậy, điều chỉnh được thâm thái của bản thân chính là mấu chốt để thân tâm được khỏe mạnh, sống một cuộc đời bình an, phóng khoáng. Chúng ta cần nên hiểu thấu được ba điều sau. Thứ nhất, nhìn người khác không vừa mắt là bởi tu dưỡng chưa đủ. Thế giới này có hàng vạn hàng tỷ người thì cũng sẽ có muôn vàn suy nghĩ khác nhau, tính cách khác nhau. Cũng như trong cuộc đời, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ với đủ các kiểu người, với những hình dáng, suy nghĩ, quan điểm và tính cách khác nhau. Nhân sinh là như vậy, có người thiện, có người ác, có người tốt, có người xấu, có người giàu, cũng có người nghèo, có người hiểu ta và cũng sẽ có người không hiểu được ta. Nhưng nhiều người lại không hiểu được điều này, họ lúc nào cũng cho mình là nhất. Nhìn người khác, họ thường thấy chỗ này không vừa mắt, chỗ kia không hài lòng. Thấy ai làm việc gì, họ cũng hay phán xét, đoán già, đoán non này nọ. Thậm chí chỉ trích và tưởng tượng vẽ vời thêm những thứ không tốt đẹp cho người khác. Đôi lúc, chúng ta chỉ cần thay đổi suy nghĩ một chút, bao dung một chút, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét mọi chuyện. Chúng ta sẽ hiểu thấu được rằng, người mà chúng ta thấy không thuận mắt, kỳ thực lại là người rất đáng được yêu mến, cảm thông và giúp đỡ. Thế mới nói, nhìn người khác không vừa mắt chính là bởi tu dưỡng chưa đủ. Thứ hai, tức giận là lấy lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình. Cứ mãi ghi nhớ những khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình. Cho nên muốn có được niềm vui và cuộc sống thanh thản, chúng ta không nên tức giận cũng như không truy cứu lỗi lầm của người khác. Khi tức giận thì chúng ta sẽ rất dễ làm ra những điều ngu ngốc. Nhẹ thì có thể đôi bên bất hòa, nặng thì làm tổn hại đến sinh mạng của chính mình hoặc sinh mạng của người khác. Tức giận nhất thời là điều ai cũng có thể hiểu, bởi vì khi bị người khác hiểu lầm thì một người chưa có đủ tu dưỡng sẽ dễ dàng bị kích động. Nhưng cần phải nhớ rằng, làm người ai cũng có lỗi lầm. Cho dù là vô tình hay cố ý, thì những sự tình đã xảy ra hôm qua, hôm nay đã trở thành quá khứ. Cần phải biết bỏ qua quá khứ, biết bao dung rộng lượng thứ tha cho người. Đó cũng chính là đang giải thoát cho chính mình. Thứ ba, biết đủ thường vui. Quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy sống trên đời này, những thứ cần thiết mà một người cần thực sự là không quá nhiều như những gì mà họ ham muốn. Một số người cứ hay so sánh mình với người khác rồi trở nên u sầu. Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều là độc nhất vô nhị. Năng lực, phúc báo, thọ mệnh của mỗi người là không giống nhau. Biết đủ, biết hài lòng với những thứ mình đang có mới có thể cảm thấy an nhàn, vui vẻ và hạnh phúc.
Vậy mà trong cuộc sống, có nhiều thời điểm, chúng ta luôn cảm thấy không vui, như công danh sự nghiệp không được như ý. Chúng ta thường oán trách trời đất bất công, oán giận cha mẹ không cho chúng ta một hoàn cảnh sống sung túc, thuận lợi. Có người thì oán trách con cái không được giỏi giang, thành đạt như mong muốn. Nhưng tất cả những bất mãn đó tụ trung lại đều là do con người không biết đủ mà ra. Vì sao con người không biết đủ? Đây chính là do dục vọng, lòng tham muốn, là những mong ước hoang tưởng hay những đòi hỏi không thực tế sinh ra. Biết đủ sẽ khiến chúng ta bình tĩnh hơn, tin tưởng hơn và lạc quan hơn. Ngược lại, không biết đủ sẽ khiến chúng ta rối loạn. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì mới làm, điều gì không nên làm thì sẽ dừng lại. Người biết đủ luôn có một hạn độ, nên họ không dễ phạm phải lỗi lầm và đánh mất lương tâm. Biết đủ chính là một loại cảnh giới. Người biết đủ sẽ luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống. Trong mắt của người biết đủ, sẽ không có điều gì là không thể giải quyết được. Biết đủ còn là một loại rộng lượng. Lòng dạ rộng lượng có thể dung nạp được cả thiên hạ. Cho nên trong mắt người biết đủ, mọi sự tranh giành và đòi hỏi quá mức sẽ là điều không cần thiết. Biết đủ cũng là một loại khoan dung. Khoan dung đối với mọi người, khoan dung đối với xã hội và khoan dung với chính mình. Chính vì như thế mà cổ nhân mới nói, biết đủ thường vui.